Tôi sợ ngậm ti vì đam mê, cho nên là ngậm bên cạnh ti vẫn mút, vẫn rất vui vẻ. Thực ra bụng của nó căng rồi. Đàn chó con của Siro, ngày tuổi thứ tư. Đàn này thì cái con số là 6 con, 8 con, bây giờ là còn 6 con. Gồm 4 con đực và 2 con cái. Con dê xanh này và con dê vàng này là 2 con cái này. Đực với cái nó to tương đương, nó không có chênh lệch gì ở cái đàn cún này. Nhìn cái bụng của con chó con này, nó căng luôn mà nó vẫn ti. Đó, ngày hôm nay thì chó mẹ chăm được chó con 100% rồi, chủ không phải mấy khi động tay rồi, vì chó con nó tự tìm ti được rồi. Đó, nhìn so là ngày hôm nay là nó còn, hôm nay là nhìn nó to hơn hẳn cái lúc đẻ rồi, to hơn cả cái hộp Cmil rồi. To hơn cả cái hộp Cmil tăng sữa này. Nhìn con chó con chó mẹ mà dinh dưỡng nó đầy đủ ấy, trong quá trình mang thai thì con chó con đẻ đã lông nó bóng luôn từ bé. Lông con chó con là đã bóng luôn rồi. Này dậy đi, dậy ăn đi. Hai thằng này ra dậy ăn đi cho nó đủ quân số nữa. À, dậy ăn đi cho đủ quân số. Nhìn chăm thanh niên cái bụng này, cái bụng nó to tròn này, thằng này này, bụng này, bụng to rồi nhưng mà ti thì vẫn cứ ti bình thường. Siro ơi, Siro, Siro xinh gái ơi, Siro xinh gái ơi. Ồ, ngon quá. Quay mặt vào đây xin đoạn hình ảnh nào. Nào, không cho. Đây, sặc sữa này. Nên là đang bị sặc sữa. Đấy, xì đấy, nghe tiếng xì đấy. Hết cái cơn sặc thì lại mút tiếp. Tầm này nó chó mẹ bắt đầu sữa nó ra nhiều. Chó mẹ sữa ra nhiều là cho con là bú là nuốt không kịp sặc là bình thường. Bụng thì no như này ngậm đi cho nó vui. Bụng sờ cứng ngắc luôn. Úi sợ, úi sợ, úi sợ. Ngậm ti vì đam mê, cho nên là ngậm bên cạnh ti vẫn mút, vẫn rất vui vẻ. Thực ra bụng của nó căng rồi. Đấy, được. Xem ông ngậm vì đam mê bao lâu. Chắc cứ ngậm mãi. Đam mê. À, đây. Đây. À, ngậm chặt lắm. Kéo nha. Kéo chân ra. Đấy. Chỉnh lại đi. Ngậm còn ngậm vì đam mê nữa. Người tròn quá. Lật, muốn lật nó khó. Cứ nhào 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 nhào. Xem là còn đam mê nữa không. Ok rồi. Ra ngậm đúng chỗ. Đó. Siro thì đang được thư giãn
ngủ ngáy rất đều. Bọn này thì con mẹ nó nhổ sữa cho nó chỉ ti một tí thôi đấy. Nhìn bụng con vàng ấy. Bụng con vàng và bụng con xanh. Con xanh bụng nó đang no như thế này rồi, nhưng mà nó vẫn đang muốn tham gia vào đấy, tranh ti đấy. Bụng tròn như cái trống nữa. Đây vàng này. Con cái bụng tròn như cái trống mà vẫn đòi ti đấy. Đực đỏ thì vẫn đang ti nhiệt tình, bụng nó cũng to lắm rồi đấy, không bé đâu. Hai thằng này có một thằng giờ là có một thằng ti vì đam mê vì ngậm cùng một đầu ti này. Một gái một dài này, một thằng ngậm trước một thằng ngậm sau. Một đứa ngậm vì đam mê. Xem là đứa nào. Đứa nào là đứa ngậm vì đam mê. Ui giời, em ngậm vì đam mê. Hơi ngậm ti bên cạnh đi. Đàn này đẻ 8 con bị lót ổ mất 2 con, hơi bị tiếc. Một con thì nó đẻ ra muộn quá, là con cuối cùng. Một con thì nó bị ngạt sâu quá, hô hấp để mà cứu nó thì nó có cứu được, nhưng mà mấy ngày sau mình cũng là sơ sẩy. Hút dịch cho nó là nghĩ là cũng là hút sạch rồi, nhưng mà cuối cùng nó vẫn còn sót dịch. Nó vẫn còn sót dịch ở trong phổi. Đó, quay cái đàn chó con của Siro. Với Siro lần này, Siro lấy giống với con đực ngoài thì đẻ được 8 con, là còn 6 con, 4 con đực và 2 con cái. Thì đàn này cứ vài ngày mình sẽ lên video một lần. Mọi người ai mà thích ngắm cho con thì theo dõi nha. Hôm nay là đã được 12 ngày tuổi, như là một cái củ khoai luôn, chắc nịch luôn. Nhìn cái mắt này hí hí rồi, hơi hí hí một tí thôi, chưa mở, hơi hé này, hé mắt.